là hoặc là không đầu ngang giữa đường gây cản trở giao thông. Lắp lại xe bằng ám này, không đầu ngang đường gây cản trở giao thông. Đang mệt đang thở. Tôi vào tất cả xe máy lồng đường này di chuyển, không chúng ta đây. Nhắc là xe bằng ám đang đầu giữa đường, không gây cản trở giao thông, quay đầu lại đâu. Anh nhét ra giữa đường đây. Cho nó mở ra.